Xin chào mọi người nha. Mọi người ơi, hiện tại là Tiền đang đứng ở trước cửa một nông trại cà phê nha mọi người. Tiền và đoàn tham quan hôm nay đến khu trại này tham quan á. Và bây giờ thì Tiền vào trong để xem có những gì quay cho mọi người cùng tham quan ha. Bước vào phía bên trong thì trước tiên Tiền thấy có trồng những cây kiểng nè mọi người. Và bây giờ để Tiền đi vào phía bên trong xem có những gì ha. Phía bên trong này là Tiền thấy có mấy cái bàn đặng chắc uống cà phê đó mọi người. Phía bên đây là khu vườn nè. Để Tiền đi qua phía bên cái khu có bàn ghế phía bên đây nè mọi người. Phía bên này có khách ngồi, đây là đoàn đi chung với vợ chồng Tiền đó mọi người. Thì cái khu khách ngồi này thì Tiền thấy cũng có rất là nhiều cây kiểng nè mọi người. Có trồng rất là nhiều kiểng luôn nè. Ở này là gần tới Giáng sinh rồi đó mọi người, nên là người ta cũng có bài trí trưng diện nữa nè. Và bây giờ để Tiền đi vào xem trong khu vườn này có những gì quay cho mọi người cùng tham quan, mời mọi người theo Tiền ha. Bước vào thì Tiền thấy ở đây có cây cà phê nè mọi người. Trái nó gần chín hay sao mình nó vàng vàng nè mọi người. Nào giờ Tiền cũng mới thấy cây cà phê luôn á. Để Tiền đi tiếp vào phía bên đây coi có những gì hết mọi người. Khu này Tiền thấy có mấy cái hoa kiểng không à mọi người, không có gì hết. Cây kiểng không hả? Để Tiền quẹo qua phía bên trái coi có gì nha mọi người. Ở đây cũng có một cây cà phê giống lúc nãy nè mọi người. Và có những cái cây kiểng nữa nè. Ở phía bên trên này có cây mãng cầu gai nè mọi người. Ở phía trước này Tiền thấy có cái bụi này to quá mọi người. Bụi này nhìn giống cây bạc hà núi bên Việt Nam mình phải không ta? Nhìn giống á mọi người, cây bạc hà núi bên Việt Nam mình á. Để Tiền đi qua phía bên đây quay cho mọi người xem ha. Ở đây có các loại cây Việt Nam không mọi người. Cây này sao nhìn nó giống cây lá dứa mọi người, mà cái lá cứng ngắt không phải mọi người. Đây nè. Có mấy cây quýt. Thấy chậu quýt dễ thương không mọi người. Để Tiền đi dài lại phía bên này quay cho mọi người cùng tham quan ha. Wow, ở đây có cây bưởi cái gì nè mọi người ơi. Phải bưởi không ta? Quá nhiều luôn nè, dài dài phía đằng kia luôn. Để Tiền quay cho mọi người xem ha. Wow, to mọi người ơi. Nhìn gần sao giống trái chanh quá mọi người. Trái chanh hay trái bưởi. To kinh khủng, rất giống trái chanh mọi người. Ở đây là có Tiền thấy có rất là nhiều loại trái cây của Việt Nam mình luôn á mọi người. Có bông giấy nữa nè. Hoa giấy, bông giấy nè mọi người. Ủa đằng này có cây nhạo nữa nè mọi người ơi. Hồi nãy phút đằng kia Tiền thấy có một cây nhỏ, ở đằng này cũng có nữa nè. Cây mít nè mọi người. Cây mít Việt Nam mình nè. Mà cây mít này chưa có trái mọi người. Để Tiền đi dài dài quay cho mọi người cùng tham quan nha. Ở đây là cái khu vườn người ta trồng nhiều cây hoa quả ở nước ngoài á mọi người. Trái này giống trái cam á mọi người. Hồi nãy bên kia giống trái bưởi. Vừa giống trái bưởi vừa giống trái chanh mà. Cái này giống trái cam nè. Này chắc cam quá ha. Cây này cây gì ta? Để Tiền quay cho mọi người xem cây này ha mọi người. Cây này sao Tiền thấy giống như cây hoa lý rồi ta? Phải không mọi người, cây này cây gì? Cái bông của nó là cái hoa của nó nè. Quá tràn bụi hoa giấy luôn nè. Rất là đẹp luôn mọi người ơi.
nhà ở phía này phong cảnh đẹp quá mọi người ơi. Ở dưới này có con cá gì nè mọi người, để tìm quay cho mọi người xem nè. Con cá gì mọi người ơi? Mọi người có ai biết cá này cá gì không mọi người? Cá này lần đầu tiên Tiền nhìn thấy luôn á. Nhìn nó giống, thấy nó giống con cá mập quá mọi người. Đây dưới đây không còn rồi. Mở con cá nó lội chậm ghì, nó bơi chậm ghì rồi mọi người. Mọi người nhìn xem hai con đó kìa. Nhìn giống cá mập đó ha. Đen thù lùi hả? Đây để tiện đi dạy là phía đường đó ha. Bên này có vườn chuối nè mọi người. Ở bên đây hiện tại là đang mùa đông nha mọi người. Cái khu vườn này là người ta sẽ sưởi ấm nha mọi người, sưởi ấm không khí cho nên là cây nó sống nha mọi người. Bên đây có vườn chuối nè mọi người. Chuối rồi. Còn ở phía bên đây là cà phê nè. Cà phê nè mọi người. Vườn cà phê. Ở phía bên kia có thông dịch viên á mọi người, để tiền đi qua phía bên đó mọi người. Đây có suối chảy đẹp quá mọi người. Ở phía bên kia, phía bên đây người ta đang thông dịch viên hướng dẫn đoạn đi du lịch đó mọi người. Nãy giờ tiền đi quay video, tiền đi riêng một mình á, cho nên là bây giờ tiền đi qua phía bên đó đi chung với mọi người á. Để tiền đi qua phía bên đây ha. Cây này là cây bạc hà núi Việt Nam mình thấy gì nè mọi người. Thấy không? Để tiền đi qua phía bên đó. Mọi người đang ở phía trước kìa mọi người. Đây hai hàng hai bên là cà phê nè mọi người. Hôm nay chủ yếu là tiền đi tham quan vườn cà phê á. Nhưng mà ở trong cái khu vườn cà phê này á, thì có rất là nhiều rau quả, loại hoa quả nước Việt Nam mình tìm thấy có rất nhiều luôn á. Chuối rồi bưởi rồi trái nhào, trái mãng cầu gai bên mình á. Ở đây cà phê nha mọi người. Này có mấy trái này chín rồi. Ở phía bên trên này cà phê chín nhiều nè mọi người. Chồng có tiền đang đi ở phía trước rồi mọi người. Mọi người. Wow, có cái cây này là nó chín nhiều rồi mọi người. Nãy giờ tiền thấy mấy cây kia không có chín, có cây này nó chín rồi. Mấy cây kia chín ít. Cây này giống cây rau cần ở bên mình rồi mọi người. Rau cần mà mình hay nấu canh chua nãy vô á. Để tiền hái cái lá tiền thử thứ là nó giống không ha. Giống. Nó giống cái mùi, nó cũng giống rau cần bên mình đó mọi người. Rau cần mà nấu canh chua á mọi người. Cái rau này nè. Rau cần này. Cái khu này lúc nãy tiền đi một mình rồi. Cái khu phía bên này lúc nãy tiền đã qua quay video rồi. Tiền đi trước một mình đó mọi người. Chắc này người, những người đi tham quan đoạn á, người ta đi nè. Ừ.
Cây này hãy từng thấy có cái hoa này nè mọi người. Cốp nó mà bố mẹ nó chờ chờ khoai ông xe không đăng ký nè. Dạ. Wow, wow, ấy cái đứa nào đó rồi. À, học kiểu gái. Học kiểu. Cây này cà phê nó chưa chín hay sao mà nó màu vàng rồi mọi người. Còn mấy cái trái màu đỏ là nó chín tới rồi nó đỏ hay sao mọi người. Cây này trái đỏ nè mọi người. Dài dài thì thấy cây đỏ, cây vàng, cây xanh, ba loại. Wow, cây này quá chàng trái chín vàng luôn mọi người ơi. Trái mớ chín tới màu vàng phải không mọi người? Mình đi theo mọi người. Ở khúc này mất chui rồi mọi người. Trồng tiền đó mọi người. Bây giờ mọi người đang chuẩn bị đi vào phía bên cây chuối hơn lúc nãy tiền đã đi qua rồi đó mọi người. Chuối hả mọi người? Ơi này có mấy con cá nó lội ra đây nè mọi người. Orange가 오렌지 자몽 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 나무 아 자몽 나무 người ta để cây này là cây bưởi mọi người. 자몽 là bưởi chứ không phải quýt. Ủa không phải cam. Hồi nãy tiền tưởng đâu trái cam. Phía bên đó là Iconen. Igo to 자몽인가? 자몽에 있다. 아닌가요? 오. 알로. 노니 노니. 노니 옆에 그 자몽인가? 노니 옆에 그. 이게 이거. 아 이게. 저기 있어. Trồng thì không mấy lọ biển vẫn chứ nữa muốn chi rồi thế muốn chi rồi thế yêu quá là những người mà phá đi xe không cái nào như chỗ áp thế cứ phải thân làm nào mình mà anh ta Grabi mula. Grabi. Oh. Grabi orang. Wow. Ini apa ya? Mấy cái ghế cây gì mọi người? Nó khô gan cứng nhắc à? Cái trái này tiền thấy ở bên Việt Nam mình có nè mọi người. Trái này bên Việt Nam kêu là trái gì? Bên đây kêu là Borisukam. Ở đây có cây đu đủ nè mọi người. Đu đủ. Wow, đu đủ nhóc chân nè mọi người.
thì thấy ở trong cái khu vườn này có rất là nhiều cây Việt Nam mình luôn á. Quá nhiều luôn, đủ luôn nè mọi người. Còn phía bên kia là chuối. Phía bên này là khóm mọi người, nguyên một vườn khóm luôn nè. Để tiền quay có mấy trái khóm cho mọi người xem nha. Đây có mấy trái khóm nè mọi người. Vườn khóm. Dài hết hàng kia luôn. Còn phía bên đây là vườn chuối. Chuối người ta chặt đọt hết mọi người. Mấy cái cây này chắc người ta thu hoạch hết hay gì nè. Thu hoạch trái người ta chặt đọt hết mọi người. Ở bên Hàn Quốc này là ít có trồng chuối được lắm nha mọi người. Muốn trồng chuối với lại các cây loại ngoại quốc là phải trồng trong cái hao xư ni lông gì nè mọi người. Trồng trong cái nhà kính như vậy nè. Và cái đầu người ta sẽ sưởi ấm nha mọi người, nếu không là cây nó sẽ chết. Tại vì cây ngoại quốc nó không có sống được mùa đông á mọi người. Ở bên hàng này thì những cái cây hàng thì nó sống mùa đông. Nó sống nhưng mà nó rụng lá hết mọi người, tới mùa hè cái đầu nó lên lá lại á. Để tiền đi lại tới đằng kia tiền quay cho mọi người xem ha. Cái vườn này là chuối nè. Nguyên vườn chuối luôn mọi người. Nhưng mà tiện thấy cây chuối không à, chuối không có nhiều, trái chuối không có nhiều mọi người. Nãy giờ thấy được có mấy nải à. Đây được nải chuối thôi nè. Đây là vườn khóm. Ở phía bên này thì thấy có cây này cây nho nè mọi người. Ở bên Việt Nam mình cây này kêu là cây nho thân cây á mọi người. Thường thường á cây nho là nó có dạng leo cây á mọi người, leo dây á. Còn cây nho này là nó cái thân cây, cho nên người ta kêu là cây nho thân cây á mọi người. Ở phía bên này cũng có nè mọi người. Dưới kiếm nè. Ý cơ mất rồi thế nên nhìn mẹ. Chào bố chị khóa bà. Mọi thế nào? Ừ, mất rồi thế à. Mua吧，天哪！葡萄，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 葡萄
Giờ tất cả mọi người đã tham quan xong rồi, mọi người đi ra hết rồi mọi người. Mọi người đang chuẩn bị đi ra về đảo lại cái khu lúc nãy mình đã tham quan rồi nè mọi người. Cái khu này, mấy cái khu này lúc nãy mình đã tham quan rồi hết rồi, mọi người đi ra hết rồi. Và Thiền thích nhất là mấy cái chậu này nè mọi người, mấy cái chậu trái bự bự cái này nè. Ở đây có nguyên một dàn chanh dây luôn nè mọi người ơi. Chanh dây nè. Phía trên đó cũng có trái nè. Nè, trái chanh dây nè mọi người. Dài, tấn đó nguyên dàn chanh dây luôn. Mọi người thì bây giờ thì mọi người đang chuẩn bị đi về hết rồi, nguyên đoàn á mọi người. Bây giờ thì xin kết thúc video tại đây ha. Hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo. Bye bye.